Ô, công chúa bướm bướm hôm nay sao buồn thế? Tôi nói ra thế này, ông xem có tức không nhá? Ờ, ông nói đi. Tôi đến chỗ bọn con trai xin đá bóng, xong chúng nó chê tôi ẻo lả, không có sức không đá được. Ờ, đúng rồi. Xong thì tôi đến chỗ bọn con gái xin chơi nhảy dây cùng, chúng nó bảo là tôi con trai, nhảy đứt dây của chúng nó. Hôm đi đâu cũng bị chua đuổi. Bị đuổi là đúng rồi. Ô, ông VD có phải con trai nào mà chơi đá bóng, cũng chẳng phải con gái mà chơi nhảy dây đúng không? Đúng rồi. Ô này, Hoàng, ông đi đâu vậy? Ở trường tôi đi xa thế. Có thể ông chưa biết, chính thức kể từ ngày hôm nay tôi được trở về ngôi trường này để học. Đấy, chấm dứt chuỗi ngày đi học xa hàng chục cây số rồi. Tuyệt vời. Tối nay anh em mình lại có ca cứng oanh điện tử rồi. Ui giời, giời, giời. Tưởng bảo ban nhau học hành tốt thế nào, hóa ra anh Hoàng vừa về trường cái lại định mà bỏ học trốn tiết. Anh Hoàng, cẩn thận không bị đuổi luôn đấy. Này, mày đừng có mà gở cái mồm nhá. Vừa về học hôm đầu tiên nên bảo đuổi học lên nào. Chả thế đi không à? Ông bị đuổi khỏi trường vì quá nghịch, quá lười. Giờ ông quay lại mà không cố gắng, kiểu gì cũng bị đuổi trong phút mốt thôi. Mà này, ông vừa cà khịa tôi đúng không? Tôi là sao đỏ đấy. Ông chính thức vào mắt xanh của tôi. Sai, tôi lại sợ cái loại BD nhà ông quá. Gớm. Sai, phúc lớn mới được làm BD như tôi đấy nha. Sai, chả biết phúc lớn thế nào. Nặn mãi ra được hai thằng BD tất. Ôi trời, gớm rồi. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Mà Hoàng, máy tính nhà ông bảo chưa cài được cái gì ấy. Bảo Tuấn nó cài cho. Gớm đấy. Bảo nó cài hộ, anh em chơi với nhau vui vẻ, cãi nhau làm gì cho nó mệt chứ. Ui, gớm. Tao chả cần. Sao đỏ BD cao quý như Tuấn thì làm sao mà sang nhà tao được? Đấy ơi, giờ công nghệ tiên tiến rồi. Tôi mà thích nhá, tôi dùng app Awaysion máy tính từ xa để dùng máy tính nhà tôi điều khiển máy tính nhà ông. Nhưng mà ông đã nói thế rồi á, thì tôi xin lỗi, tôi không thích, tôi về. Tuấn! Anh Tuấn! Này, này, này! Đi đứng cẩn thận nhá, rơi mất cái BD đấy phí lắm. Thằng điên, tự dưng đi gây sự với nó, làm gì? À, này, ông hơi bị động tay động chân rồi đấy nhá. Thế nó chẳng là BD vô dụng thì là cái gì? Tôi đi về trước. Ô, anh Hiếu ơi, phần mềm Awaysion, máy tính từ xa, còn có cả chức năng máy tính điều khiển máy tính á. Ờ, hôm trước thằng Tuấn nó ngồi ở trong phòng tin học của trường ấy. Nó điều khiển máy tính ở nhà nó để gửi bài ôn tập vào máy tính ở trường mà. Uầy, thích nhở. Khi nào bố mua máy tính cho em em nhất định sẽ tải app Awaysion điều khiển máy tính từ xa. Mà thôi, đi về xem mai thằng kia nó thế nào đi. Dám chơi nhà tao vô phúc à? Thằng này bố láo thật đấy. Để xem, tao làm sao đỏ trường này. Mày học hành bố láo mày có thoát được không? Ô, tức quá cứ cắm đầu đi. Đi nhầm đường mất rồi. Thằng Hoàng nhá, mày đi học mày khắc chết với tao. Cứ đợi đấy. Ô An. Ô, mày làm sao đây? Trưa rồi không về nhà còn đứng đây khóc. Này em đi đường này mua gói xúc xích, xong bị một thằng nó trêu. Nó trêu gì mày? Nó tốc váy em lên. À, thôi kệ nó em ạ. Ôi dồi ôi, hôm nay mày làm sao đấy? Bình thường mày đánh người ghê lắm cơ mà, sau này mày lại bắt anh đánh. Từ hôm nay em sẽ trở thành con gái, em không cục xúc nữa, anh đấm nó cho em đi. Nhưng... Nhưng cái gì? Anh không có tác dụng gì à? Hay là cái đồ vô dụng? Hôm nay là cái ngày gì mà cái đứa nào cũng bảo mình vô dụng đấy nhở? Được rồi, để tao đấm nó cho. Ừ, đợi tí. Tốc váy em tao này. Thằng này, em nào? Anh Tuấn ơi, nó lại tốc váy em. Ấy này. Cái thằng anh mày BD á, còn lâu mới dám làm gì tao nhá. Chọc tiếp à. Chọc à. Này, mày đánh tao xong mày định chạy đi đâu? À,
Ai ui, đau quá. Tại anh ấy, em bảo là có thằng tốc váy em. Chứ em có bảo là ông đấy tốc váy em đâu mà anh lao ra anh đấm ông đấy. Tại mày không nói rõ thì tao phải đấm đi chứ. Mà cái thằng Hoàng ấy, dạo này ghét thật đấy. Nó cứ sỉ nhục mình chứ lại. Mà tao quyết tâm rồi. Mày quyết trở thành cô gái dịu hiền thì tao sẽ quyết trở thành người đàn ông thực thụ. Để xem á, có đứa nào cười xong rồi nói tao là bánh bèo vô dụng nữa không. Ê! Mày nói bé bé thôi, tao suýt nữa tao giật mình rồi đấy. Đúng là anh Tuấn bê bê, mềm yếu thật đấy. Mà anh gọi em anh Hiếu ra đây có việc gì đấy? Thì có việc tao mới gọi ra đây chứ. Thằng Hiếu, bây giờ tao muốn hết bê đê. Tao muốn trở thành người đàn ông thực thụ. Ồ, thế tôi tưởng bê đê là đam mê, là chân lý của ông mà. Biết là thế, thế nhưng mà giờ tao khác rồi. Tao không muốn bê đê nữa, tao phải mạnh mẽ để không ai có thể bắt nạt được tao. Mày phải giúp tao. Ồ, mạnh mẽ á? Ôi, tưởng gì chứ mạnh mẽ tao có thừa nhá. Tao giúp được. Được, nói luôn đi. Đầu tiên đấy là... Khoan. Cái gì đấy? Alo mẹ à? Vâng. Sáng nay lúc con ra chơi, con cầm điện thoại của con dùng app Awaysion, máy tính từ xa, cài vào điện thoại của mẹ cái phần mềm giải virus rồi đấy. Vâng, mẹ yên tâm nhá. Vâng. Ô, Tuấn này, cái gì á? Ông làm cái gì cơ? À, cái app Awaysion, máy tính từ xa, ngoài tính năng máy tính điều khiển máy tính, điện thoại điều khiển máy tính, giờ còn có cả tính năng điện thoại điều khiển điện thoại để giúp đỡ bố mẹ khi không biết dùng điện thoại mà mình cũng chẳng ở đấy. Ô, hay nhờ. Để tôi về tôi cũng cài cho bố tôi. Được rồi, thế nhưng mà bây giờ ông giúp tôi hết bên đây đã. Anh Hiếu, đáng nhẽ ra là anh Tuấn không cần phải trở nên mạnh mẽ đâu, nhưng mà em muốn làm một cô gái yếu đuối nên là anh Tuấn phải mạnh mẽ để bảo vệ em. Được rồi, yên tâm nhá. Thằng Tuấn, bước ra đây. Ui, đấy. Uốn cái ngực lên. Đời. Nhìn anh Tuấn như kiểu con đời ươi tới hoán nửa chừng á, buồn cười quá. Mày cười gì? Im để tao mạnh mẽ. Anh mạnh mẽ đi. Em không cười nữa. Thôi được rồi, ông cứ kệ chúng nó. Làm theo tôi đây này. Đấy, quay đây. Bắt đầu ông phải gầm người lên. Đấy, gừ mấy tiếng. Gừ xem nào. Ôi, con phải thế rồi kìa. Gừ lên. Ơ kìa. Uầy, kinh đấy. Anh Tuấn nhá, hôm nay á, anh bê bình nước đi qua lớp em. Bọn con gái lớp em nhìn theo á, cứ phải gọi là ghét cổ. Giờ nhá, anh khác rồi. Thế đấy, học trò của tao nó phải thế. Phong thái, thần thái nó phải khác. Tao mới đây đây. Anh Hiếu ơi, nhìn thằng chào của anh kìa. Này, rắn giả mà. Ông không thể mạnh mẽ lên được à? Hả? Ông là đàn ông cơ mà. Ô, rắn giả thật rồi. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Ôi ôi, anh Tuấn ơi, chẳng có người đàn ông nào mạnh mẽ mà giọng cao vút như thế đâu. Ồ, anh quên. Thôi, đi về đi. Đây à, nó phải đi này. Đấy, giọng ồ mê. Alo. Alo. Đấy, thế đúng rồi. Ơ. Ê, trời. Bỏ ra. Ê. Bỏ con rắn ra. Ê, con này nó mà đớp cho một phát nhá thì tổ hỏa nhập ma luôn. Ê. Tuấn. Cơ hội cho ông thể hiện sự mạnh mẽ kia kìa. Nó lại dùng cái bài trêu ông vừa nãy để nó trêu con An đấy. Thể hiện đi. Anh Tuấn, thể hiện đi, rắn giả mà. Ừ. Được rồi, để xem thằng Hoàng nó có dám chết tao vô dụng nữa không? Mày chết với tao rồi Hoàng ạ. Lên đi, gồng. Ui, mã xà thủ ấy. Mày, ui. Này, có mỗi con rắn giả, được gì phải xoắn lên đấy, hả? Mà cái thằng này, có mỗi một bài mày dùng mãi mày không thấy nhàng à, hả? Giả. Anh Tuấn ơi, rắn thật đấy. Anh Hoàng anh vừa bắt dưới cỏ lên kia kìa. Ai à? Không sợ à? Ai à, lườm mày. Định đấm tao à? Ê, tao chạy. Này, anh Tuấn nhà em bây giờ khác rồi nhá. Ây giời ơi. Này, được đấy nhờ, được đấy. Úi giời, lại còn
mặt ngầu không nói gì chứ. Nó đi rồi. Này. Này. Ôi, thế này không phải ngờ đâu anh Hiếu ạ. Ôi trời, thế nào này? Ôi, đó. Ôi trời ơi, Tuấn ơi. Tuấn. Ôi Tuấn ơi. Ôi, trường hợp này tao bó tay rồi, không nắn được rồi. Anh Hiếu, anh giúp anh Tuấn nhà em đi. Chứ không thì em cũng không thể trở thành cô gái yếu đuối được. Lý do mà em cục xúc như thế là cũng bởi vì tại anh Tuấn nhà em yếu đuối quá. Em phải cục xúc để còn bảo vệ anh đấy. Cả này chắc anh chịu thôi, bó tay rồi. Thảo, giúp chị đi. Thực ra thì em cũng có cách, nhưng mà không biết có áp dụng được không. Ô, có cách gì thì mày bảo anh đi, biết đâu lại được. Thế thì cứ thử anh nhá. Nói đi. Đó là thôi miên. Ô, thôi miên cho anh Tuấn nghĩ mình là con trai thực thụ. Thế mà không nghĩ ra nhở. Thảo làm đi Thảo. Thế em làm nhá. Này, anh Hiếu với chị An không muốn thôi miên thì đừng có nhìn vào đây nhá. Ôi trời chết. Tao quên. Rồi, bây giờ chỉ có anh Tuấn nhìn thôi. Nhìn và lắng nghe kia này. Bây giờ ngươi hãy nghe ta nói. Tất cả tiềm thức của ngươi hãy nghe ta và làm theo ta. Ngươi hãy nhớ rằng ngươi là một người con trai mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Ngươi sẽ bắt đầu mạnh mẽ khi ta búng tay và kết thúc khi ta búng tay thêm một lần nữa. Anh Hiếu, búng tay. Xong, rất mạnh mẽ. Uầy, hay quá nhở. Ui ôi, quá mạnh mẽ. Này, anh em mình đưa nó đi test thử độ mạnh mẽ luôn đi. Anh với thằng Hoàng à, nãy nó chơi đằng kia kìa. Đi. Ui ôi, ui ôi, ui, đi nhẹ được cả vỡ bê tông. Ui ôi, mạnh mẽ quá. Bọn này đâu ấy nhở? Vừa thấy ở xích đu cơ mà. Bây giờ không thấy đâu à? Nó kia rồi. Mày ra đi. Anh Hoàng. À đây rồi. Anh Hoàng ơi, anh chơi em đi. Không, hôm nay anh không có hứng chơi mày đâu. Anh chơi em đi, hôm nay em cần anh trêu. Cái con này, anh đã bảo là hôm nay không có hứng trêu mày. Em nói anh nghe không? Trêu em ngay. Nhanh lên. Nhìn cái gì? Em bảo anh làm cái gì thì anh làm đi. Nhanh. Con này hôm nay nó giả mùa à? Trêu thì trêu. Mày nhìn đấy. Chết mày này. Con này làm gì nhở? Tao làm. Mày làm gì em gái tao? Mày có thích ăn đồng không? Đấy, anh trai em là phải thế đấy. Ô, đang làm gì ở đây đấy? Tôi oánh con An em ông ấy. Ông giỏi, ông bảo vệ đấy. Rồi, chị An, chị vừa búng tay anh Tuấn trở lại BD rồi. Thôi, tôi chả đánh nhau với ông đâu. Thôi, bó tay rồi, trường hợp này em chả giải quyết được đâu. Mà em cũng chả muốn giả làm bánh bèo nữa. Thế là như nào? Nó là như này. Chị nắn anh Dương á, từ cong thành thẳng được. Thì chị tin bọn em sẽ làm được điều đó với Tuấn. Ừ, nếu chúng mày làm được điều đó thì tốt cho thằng Tuấn nhanh quá. Tưởng gì, đơn giản anh Dương ạ. Chỉ cần có thưởng bọn em làm ngay. Cái thằng Hoàng này, ai lại thế? Bạn bè với nhau, giúp nhau là chính. Đặt nặng cái vấn đề thưởng làm gì? Chỉ cần anh Dương cho mình mấy cái vé ăn pizza miễn phí ở cửa hàng anh Dương là được rồi. Được, chúng mày cứ nắn thằng Tuấn thẳng tắp như anh. Anh không tiếc chúng mày cái gì cả. Ok anh, vì bánh pizza bọn em sẽ làm được. À, chết, vì anh Tuấn bọn em sẽ làm được. Ồ, cái gì nữa? Nói chung là em thấy anh đẹp trai, với cả nhiều lúc cũng mạnh mẽ. Cho nên là em nghĩ là anh chỉ đang ngộ nhận mình BD thôi. Đúng rồi chị An ạ.
Em đọc báo á, thấy nhiều người lưỡng tính, yêu cả nam yêu cả nữ mà. Thế Hoàng, ông chửi tôi vô dụng là chửi giả vờ thôi đúng không? Không, tôi chửi thật đấy. À, ông chết rồi tôi. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết bộ phim vừa rồi nhá. Trong bộ phim vừa rồi thì có xuất hiện app Aquation, máy tính từ xa với rất nhiều tính năng thú vị. Và bây giờ thì Team Gay TV sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người biết về những tính năng đó nhé. Đầu tiên là app Aquation, máy tính từ xa, có chức năng máy tính điều khiển máy tính để làm tất cả các tác vụ từ xa như ngồi trước máy tính cá nhân. Tiếp theo, đó là tính năng điện thoại điều khiển máy tính, quản lý PC từ xa, từ thiết bị di động của bạn. Ngoài ra, app Aquation còn có một tính năng vô cùng thú vị, đó là điện thoại điều khiển điện thoại để giúp đỡ bố mẹ khi bố mẹ không biết sử dụng điện thoại mà ngay cả khi mình không ở đó nữa đấy mọi người ạ. Link tải ở dưới phần mô tả. Mọi người hãy cùng tải app Aquation máy tính từ xa để tận hưởng những tiện ích vô cùng thú vị nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.